Các chị ơi, em nên cho mình một mẫu váy kim sa màu xanh dương lấp lánh, được kết hợp với một đôi dép màu đen bạc. Màu đen bạc rất là xinh, sự phối hợp rất là hài hòa giữa một chiếc váy xanh dương cong chéo, tạo ấn tượng, tạo điểm nhấn cho độ tuổi trung niên, làm sao mà hài hòa nhã nhặn nhất nhưng cũng rất là nổi bật, vì đó chính là chiếc váy kim sa các chị ạ. Đây là chiếc váy kim sa may toàn bộ bằng kim sa, lót kim sa và tua kim sa. Điểm nổi bật của chiếc váy đó chính là cong chéo, tạo cái điểm nhấn cũng như là làm cho cái dáng của mình nó thon gọn hơn, và cái tua và phần ngực khi mà mình chuyển động thì rất là lung linh. Rồi là khi mà chúng em pha phối cái màu xanh, đây là toàn bộ cái tông xanh, điểm nhấn đó là những cái kim sa su đấy các chị này, tay đồng nhẹ nhàng kim sa su, rồi là tua chéo, lại được phối hợp với một đôi dép màu đen bạc rất là xinh đấy chị nhé. Ai yêu thích cái bộ trang phục cũng như là cái sự kết hợp này thì gọi điện liên hệ với bên em, số điện thoại bên em đã ghi ở trên màn hình rồi, hãy gọi điện bên em để bên em tư vấn làm sao may cho tất cả các cô vừa từ 40 cân cho đến 80 cân vừa. Hãy gọi điện liên hệ với bên em nhé. Em quay cận cảnh cho các chị xem này, đấy đẹp không ạ? Đấy, rất là lung linh đấy chị nhé. Tua kim sa lấp lánh này, thân trước thân sau đó, rồi là một đôi dép màu đen bạc rất là hài hòa, rất là sang trọng các chị nhé. Tất cả đội hình của mình mà mặc cái mẫu này lên thì nó là hút hồn các chị nhé, hồn luôn, rất là sang trọng đấy ạ. Chẳng có trái tim biển xanh, sông xa đưa.